cùng các hữu tình bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề xá lợi tử đại bồ tát vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến đại thừa lại nữa, xá lợi tử, đại Bồ Tát nào tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí, lấy đại bi làm đầu, dùng vô sở đắc làm phương tiện đối với tất cả pháp bình đẳng phát khởi trí phi loạn phi định, trí phi thường, phi vô thường, trí phi lạc phi khổ, trí phi ngã phi vô ngã, trí phi tịnh phi bất tịnh, trí phi không phi bất không, trí phi hữu tướng phi vô tướng, trí phi hữu nguyện phi vô nguyện, trí phi tịch tịnh phi bất tịch tịnh trí phi viễn ly, phi bất viễn ly, trí phi chân thật, phi hư giả. Giữ gìn thiện căn này, dùng vô sở đắc làm phương tiện, cùng các hữu tình, bình đẳng hồi hướng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đà. Xá lợi tử, Đại Bồ Tát vì lợi lạc các hữu tình nên hướng đến Đại Thừa. Xá lợi tử,